Chiều ngày 2 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 15 tháng 7 năm canh Tý, Chùa Tân Phước, ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đức đã tổ chức buổi trao tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tham dự buổi trao quà có sư cô Thích Nữ Huệ Tánh, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Từ Thiện Xã hội Phật Quang, trụ trì Chùa Tân Phước cùng Chư Tôn Đức Ni tại Chùa và đông đảo Quý Phật Tử Mạnh Thường Quân, người dân tại địa phương. Với tấm lòng từ bi, cảm thông trước sự vất vả khó khăn của người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, Sư Cô Trụ Trì đã vận động Phật tử chùa phát 200 phần quà, gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, tổng trị giá là 40 triệu đồng. Phát biểu tại lễ trao quà, Sư Cô Trụ Trì gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, gia đình bà Ngô Thị Ná ở Mỹ, đã đóng góp 100 phần quà, gồm 1 tấn gạo, 100 chai nước tương, 100 chai dầu ăn, Gia đình Phật tử Nguyễn Ngọc Lan tự mén hỗ trợ một tấn gạo cùng Phật tử Trinh Anh và Tâm Phụng ủng hộ 100 thùng mì. Nhân mùa Du Lan báo hiếu, sư cô thích nữ huệ tánh, gửi lời chúc đến chiêu vị Phật tử nhà hảo tâm đã chung tay góp sức cùng sư cô tổ chức nhiều hoạt động từ thiện trong thời gian qua, cũng như quý Phật tử xa gần có thêm nhiều phước báo an vui. Được biết, Chùa Tân Phước được thành lập vào năm 2018. Chùa đang trong quá trình xây dựng, cơ sở vật chất còn đang từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, với tâm nguyện Hoàng Dương Chánh Pháp, Sư Cô trụ trì Thích Nữ Huệ Tánh cùng Quý Sư Cô Chùa Tân Phước đã nỗ lực tổ chức nhiều chương trình từ thiện giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, theo đúng tinh thần nhập thế của Đạo Phật. Chương trình từ thiện nhân mùa du lăng báo hiếu Phật lịch 2564 tại Chùa Tân Phước được khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng tham dự.